Xin chào mọi người, hôm nay tôi có cái mẹo là làm sao mà cái tờ giấy A4 này nó bị nhăn, mà làm sao cho nó hết nhăn mà nó thẳng lại y như mới. Thì bằng cách là ta sử dụng mẹo có giấy in. Ở đây thì tôi sử dụng cái máy in HP NM11 1132. Thì đầu tiên thì ta bỏ cái khay giấy này vào mình, rồi ta giờ dùng tay tôi cố gắng mà cho nó thẳng thẳng lại. Rồi sau đó là trên cái hộp giấy là photo này, ta để cái mặt trắng này xuống dưới đây. Tiếp theo thì ta bấm cái nút in này. Nút in này là cái nút mà photo. Máy sẽ quét cái tờ giấy trắng này, sẽ scan. Thì như như ta thấy á, là cái tờ giấy của nó là bắt đầu là nó y như là phục hồi khoảng là trên là 90%, ta thấy nó độ nhăn nó sẽ giảm bớt. Ta scan lần nữa. Ta tiến hành làm lần hai. Đây là chế độ photo. Rồi sau khi mà lần hai á, thì cái tờ giấy đã được phục hồi là trên 90%, 90-95%.